Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Công Trường. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả các bác đó là chiếc lồi Panasonic cốc nước bù ẩm, có mã là SG gạch ngang SW105. Thì chiếc này thì em sẽ hướng dẫn chi tiết cho bác khách hàng để các bác sử dụng nhé. Bác nào mà đang có chiếc lồi Panasonic và cốc bù ẩm như này mà chưa biết cách sử dụng thì có thể là xem video này. Ok, thì trong này tất cả là em đã có một cái bản dịch ra đây nhé, các bác có thể nhìn thấy nhá. Đó, thì đây là của chiếc lồi Panasonic cấp nước bù ẩm có mã SG gạch ngang đáp SW105. Thì trên này các bác có thể nhìn thấy này, tất cả các chức năng này em đã dịch ra đây rồi, và chi tiết thì em sẽ hướng dẫn cụ thể nhé. Vâng, và trên đây thì các bác sẽ thấy cái nút này, đó là nút vệ sinh nồi. Đó, vệ sinh nồi đấy, chuyên để vệ sinh nồi trong quá trình sử dụng ấy. Rồi tiếp thứ hai, nút này là nút là chọn gạo. Đó, các bác chọn, các bác bấm vào đây thì các bác sẽ chọn được một số các loại gạo đây. Đó, gạo lứt hay là gạo lứt này, các bác có thể dùng là các phím mũi tên các bác di chuyển nhé. Đó, hạt kê này, gạo lứt nảy mầm này. Đó, rồi đấy là một số các chế độ chọn gạo. Còn bình thường các bác hãy cơ lấu ở gạo trắng nhé. Các bác hãy nhìn ở trên màn hình, các bác sẽ thấy rằng chữ này là chọn gạo này, chọn chế độ lấu này, và chỉnh giờ. Đó, thì việc chỉnh giờ thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì các bác hãy ấn menu. Đây là góc này là menu nhé. Đó, các bác hãy khám phá tất cả các phím này. Mình cứ sử dụng như bình thường thôi, không lo gì cả. Đó, đây là chỉnh giờ, và sau đó mình sẽ chỉnh theo giờ nhé. Trên là phút này. Đó, tăng giảm này, mình cứ bấm giữ nguyên này là nó sẽ chạy. Bây giờ là 11:59 nhé, thì mình cứ giữ đúng đến giờ đó là ok. Thả tay ra chỉ sau 1 đến 2 giây là nó sẽ lưu lại. Các bạn ấn giữ nguyên nhé. Rồi, sắp được rồi. Gần đến nơi thì mình có thể bấm từ từ. 12 giờ. Rồi ok, nồi đã lưu. Đó, giờ đã lưu rồi thì các bác sẽ thấy rằng dưới này có ba cái phím to. Thứ nhất là phím hủy này, hẹn giờ này. Đó, đây là hẹn giờ 1, hẹn giờ 2, tức là giờ sáng và giờ chiều. Theo 24 tiếng nhé. Đồng hồ sẽ chạy 24 tiếng. Thì các bác sẽ phân ra là có giờ sáng, giờ chiều. Đấy, để mình hẹn làm sao cho chuẩn nhất. Đó, tiếp tục đây đó là phím nấu. Là khi các bác đã chọn được chế độ nấu thì các bác phải ấn phím nấu. Là xong, ok, khi chín cơm nó sẽ về cái nút hâm đây. Đó, chế độ hâm. Rồi, thì em sẽ đi vào cụ thể và các chức năng nhé. Đầu tiên, nó sẽ là ở gạo trắng này, nấu chế độ gạo trắng này. Hiện tại bây giờ đang ở chế độ nấu tiết kiệm điện thì các bác có thể chuyển sang chế độ khác. Bấm vào menu. Đầu tiên sẽ là chọn gạo, gạo trắng này. Đó, khi mà nó đã làm ở gạo trắng rồi thì các bác không cần chọn nữa, các bác chỉ bấm một lần menu nữa. Thì đây em sẽ giới thiệu là gạo trắng này, gạo không vo, gạo lứt, gạo lấu mấy hạt kê này, và gạo lứt nảy mầm. Đó, đấy là các phím chức năng và chọn gạo. Còn nếu mà đã đúng loại gạo của mình rồi thì các bác chỉ bấm một lần nữa. Rồi, đầu tiên thì các bác sẽ thấy rằng tất cả các hàng chữ chức năng nấu nó hiện trên đây. Chữ đang nhấp nháy đó chính là chữ để vào chế độ nấu. Em sẽ quay cụ thể đây nhé. Rồi, đầu tiên các bác sẽ thấy rằng nấu tiết kiệm điện này. Đó, mũi tên ấn xuống. Tiếp tục nấu theo chế độ gạo thì các bác sẽ thấy rằng trong cái phần dưới này nó đóng khung có 3 chế độ nấu theo lấu theo độ cứng của gạo nhé. Chữ đầu tiên trên cùng là nấu theo độ cứng của gạo, sau đó là 3 chế độ dưới nó sẽ đóng khung đây. Các bác sẽ nhìn thấy rằng là nấu bình thường. Rồi tiếp tục
hai chữ đang nhấp nháy nhé. Lấu cơm mềm, tiếp tục lấu sushi. Rồi, ok. Thế vậy là trong cái chế độ lấu theo độ cứng của gạo thì nó sẽ trong đó sẽ có 3 chế độ lấu nhé. Tiếp tục. Chế độ thứ 8 này. Rồi, chế độ thứ 8 này là chế độ lấu ít. Chế độ lấu ít nhé. Thứ 9. Lấu nhanh. Thứ 10. Lấu sôi. Rồi, lấu sôi các bác sẽ thấy bấm nó sẽ hiện thêm một chữ đây. Các bác hãy nhìn cái chữ nhấp nháy trong màn hình nhá. Mình không cần quan tâm gì, mình chỉ quan tâm cái chữ nhấp nháy màn hình thôi. Còn khi kia nút nấu mà đèn đỏ đang nhấp nháy là chưa vào lấu nhá. Khi nào đèn đỏ sáng lên mới là nấu. Đó. Thì cái nồi này em vừa mới test xong để chuẩn bị gửi cho khách thì là nó sẽ không hiện phút lấu. À, nấu nhanh này. Nấu sôi này. Đó, tiếp tục là một chế độ lấu cơm cháy trên cái nồi Panasonic cốc nước bùa. Chế độ lấu cơm cháy số 11 này nhá. Rồi, chế độ 11 này. Tiếp tục nấu cháo và lấu ngũ cốc. Ok. Thì trong cái phần chế độ lấu này là phần chọn gạo là nó có 5 loại chọn gạo khác nhau. Đó, còn chế độ lấu. Chế độ lấu thì nó sẽ có là 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8, 8 chế độ lấu. Đó. Và trong cái chế độ lấu theo gạo cứng thì các bác sẽ thấy rằng đóng khung nó sẽ có 3 cái chế độ. Đó, 3 chế độ lấu khác nhau. Đó, thực ra nó cũng rất là đơn giản, các bác sử dụng một vài lần này mình sẽ hiểu thôi mà. Các con đâu, tất cả các phím chức năng này thì em sẽ dán cho các bác nha. Chiếc nồi Panasonic cấp lớp bùa ẩm này thì đặc điểm là nấu cơm rất là mềm và ngon, và nó có một cái cấp nước bùa ẩm đây. Các bác sẽ thấy rằng cái cấp nước bùa ẩm trước khi nấu các bác hãy cho nước vào đây nhé. Đó, trước khi nấu hãy cho nước vào đây. Nếu các bác bỏ mà ít nước quá thì nó sẽ tự động nó bù ẩm cho cơm của mình, giúp cơm rất là mềm và nóng và ngon. Rồi, cái nồi này thì em vừa mới test xong nhé. Đây, các bác thấy son đẹp chưa? Đẹp long lanh luôn. Đây, xoan. Thì nói chung về các chế độ lấu này thì nó sẽ áp dụng cho hầu như tất cả các dòng nồi Panasonic cấp lớp bộ ẩm với những cái mã nó tương đương. Đó. Rất là đẹp, giòn xoan rất là đẹp. Thì các bác để ý một chút thì nó sẽ dễ sử dụng thôi. Đấy, trong cái bảng hướng dẫn này. Đó. Em đã ghi rất là rõ rồi nhé. Trong bảng hướng dẫn đã ghi rất là rõ rồi. Đấy, còn về các chế độ sử dụng thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Đó, đầu tiên là bên trái, phím đầu tiên là vệ sinh nồi. Thứ hai là chọn gạo. Thứ ba là giữ ấm. Đấy, việc hâm cơm thì tất cả các khi muốn dùng một chức năng khác các bác chỉ cần bấm phím tắt đi, hủy đi. Đó, đây là phím tắt. Sau đó mình chọn bất kể chế độ nào mình mong muốn. Còn khi các bác mà vừa lấu xong nồi còn đang ấm thì các bác lấu lại một chế độ khác thì nó sẽ không hiện phun lấu nhé. Không hiện phun lấu đâu. Ở khi nào nồi nguội nó sẽ hiện phun lấu cho các bác. Đấy. Nồi cũng đã nguội nguội rồi, đây hiện phun lấu đây. Đấy, các bác tắt đi, mà các bác muốn chọn chế độ khác thì bấm menu đi. Đó, rất là nhanh. Rồi ok, chiếc nồi này thì em đã làm cái video hướng dẫn rất là cụ thể cho tất cả các bác mà đang sử dụng chiếc nồi Panasonic cấp nước bùa ẩm có mã là SR-SW105. Đó, và toàn bộ hướng dẫn đây. Các bác nào có thể là chụp lại màn hình và để mình sử dụng nhé. Bác nào đang xem kênh hãy cho một like cũng một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để nhận video mới nhất các em nha. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác.